mặt là nền tảng lý tưởng cho việc chăm sóc da, giúp lỗ chân lông nở ra, từ đó đem lại hiệu quả tốt nhất cho việc làm sạch da, dưỡng ẩm và đắp mặt nạ. Với chiếc máy xông hơi Biore FS50, bạn không cần tốn thời gian đến các trung tâm làm đẹp mà vẫn có thể chăm sóc làn da hiệu quả ngay tại nhà. Máy xông hơi mặt Biore FS50 xông hơi da mặt dưới tác động của nhiệt và hơi nước, từ đó kích thích tăng cường tuần hoàn máu dưới da, các lỗ chân lông nở ra. Nhờ đó các chất bẩn được làm sạch một cách dễ dàng, đồng thời độc tố trong cơ thể và trên da mặt cũng được bài tiết ra ngoài. Sau quá trình xông hơi mặt, việc hấp thụ các dưỡng chất sẽ đạt hiệu quả cao nhất, giúp phát huy tối đa tác dụng dưỡng da như giữ ẩm, đắp mặt nạ. Cách sử dụng sản phẩm như sau. Dùng cốc lường đổ nước vào khay chứa, không được đổ quá vạch mắc. Nếu muốn sử dụng thêm tinh dầu và thảo dược, chỉ sử dụng một lượng nhỏ, tuyệt đối không được sử dụng thay thế nước hoàn toàn. Chọn mặt nạ xông và lắp vào máy. Sản phẩm gồm hai mặt nạ xông. Mặt nạ xông hơi cho toàn bộ khuôn mặt. Mặt nạ xông cho mũi và miệng. Chú ý, nắm phần dưới của mặt nạ, xoay theo chiều kim đồng hồ sao cho các mấu trên mặt nạ và máy khớp với nhau. Cắm dây vào ổ điện. Sau đó vặn công tắc theo chiều kim đồng hồ cho tới khi đèn đỏ sáng. Khởi đầu nên vặn nút vào vị trí 2 để thúc đẩy quá trình làm nóng. Sau khoảng 5 phút, hơi bắt đầu lên, vặn nút quay trở lại vị trí 1 để giảm lượng hơi ra. Lưu ý trong quá trình xông mặt, luôn để công tắc ở vị trí 1. Bạn có thể điều chỉnh lượng hơi ra bằng cách xoay đĩa hơi. Để bắt đầu xông hơi mặt, bạn ngồi trước máy, cúi xuống để mặt bạn phía trên mặt nạ xông. Bạn lưu ý không để mặt quá gần mặt nạ xông, để máy xa mặt hơn nếu thấy hơi nước quá nóng. Không xông mặt quá 20 phút mỗi ngày, bạn chỉ nên xông mặt 2-3 lần một tuần. Để tắt thiết bị hoặc khi nước đã bốc hơi hết, vặn công tắc về vị trí 0. Sau khi xông hơi mặt thì bạn hãy nhớ rửa lại mặt bằng nước lạnh, sau đó bôi kem dưỡng da hoặc là đắp mặt nạ, bởi vì lúc này lỗ chân lông đang mở ra sẽ giúp các dưỡng chất ngấm sâu hơn vào trong da. Còn chần chừ gì mà không sắm ngay cho mình một chiếc máy xông hơi mặt Biore FS50 để có thể chăm sóc da mặt ngay tại nhà.